Sau đây mình hướng dẫn anh em cách tỉa chuốt tóc nhé. Anh em nhé, đây là kéo chuốt nhá, kéo chuốt chuyên nghiệp nhé. Đây là có anh em hỏi là mình chuốt như nào, tỉa như nào, có anh em chưa hiểu thì hỏi mình nhiều thì mình chia sẻ cho anh em biết. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một mảng tóc và mình chải mượt như này. Sau đó mình chuốt nhá, nghiêng góc 35 độ thôi nhé. Chuốt này, lướt này. Đấy, lướt nhẹ như này. Đấy, lướt nhẹ như này. Đây là mình cắt dáng tóc layer nhá, layer cục nhẹ nhá. Gửi cục chen 2021. Đây sẽ tỉa như này và nó ra tóc như vậy nhá. Còn tỉa dày hay tỉa nhiều hay tỉa ít là mình mỏng nhiều mỏng ít là mình do mình mong muốn nhá, từng lượng tóc của khách hàng. Anh em mong muốn là anh em tỉa ít tỉa nhiều. Anh em sẽ lấy tóc một mảng tóc như vậy. Cái khuôn viền mình không tỉa nhá, khuôn viền thì đừng tỉa, không phạm khuôn viền. Đấy, anh em sẽ chuốt như vậy. Từ thân nhá, mình muốn mỏng nhiều mình tỉa từ chân ra, mình muốn mỏng ít thì mình tỉa đoạn thân thôi. Mềm ở ngọn mình tỉa mềm ngọn này. Lướt như vậy, cái chuốt này rất là sắc, rất là ngọt nhé. Đây, mình sẽ lấy cái mảng tiếp theo. Mình tỉa từ thân này. Lướt này, ngọt cực kỳ lên. Chếch nhá, lướt như này. Lướt đưa như này, đưa theo chiều dọc này nhé. Đấy, sẽ đi dọc tóc này. Tiếp theo này, có anh em hỏi nhiều quá, mình sẽ quay lại một cái clip cho anh em xem, cho hiểu về cái tỉa chuốt này. Mình sẽ chải từ mượt này, nghiêng này, nghiêng góc 35 hoặc 45 nhé. Đấy, lướt như này. Đây là ôm nhé, đằng sau nhé. Tóc này mình tỉa mình mỏng, mình tỉa đằng sau gáy nhiều hơn nhé, đừng tỉa bên trên nó sẽ bị bông. Nên là anh em chỉ tỉa đằng sau gáy và hai bên mình tỉa nhẹ thôi, lướt qua thôi, không tỉa nhiều. Lướt qua mỏng để nó ôm thôi nhé. Đấy, hai bên mình tỉa ít thôi. Và lớp trên mình không phải tỉa nữa nhé, lớp trên mình phải để nó phủ xuống nhé, nó sổ nhé. Đây, mình sẽ tỉa lớp bên trên mỏng mỏng nữa thôi. Nhớ là anh em tỉa phần thân ra ngọn đấy nhá, cho anh em tỉa nhiều phần chân nó sẽ mỏng quá. Đấy, hai bên mình tỉa qua luôn. Đây, đây nhá, kéo chuốt đây. Rồi, còn tiếp mảng tiếp theo nha, bên trên mình sẽ không tỉa nữa. Bên mái này, bên mái mình sẽ dùng kéo cong, lấy cong nhá, chuốt mái hàm, mình sẽ chuốt như này. Đấy, để nó đuổi dáng layer nhạt nhá. Đấy, như này, đi một ít tóc. Đấy, mình chuốt một chút thôi. Đấy, hoặc là mình chuốt nghiêng như này. Rồi, ok, chuốt một chút đằng trước thôi. Đấy, chuyển đến bên này. Đấy, sẽ chia ra từng mảng tóc nhé. Edit lại video nữa, khép nhạc sau. Đấy nhá, anh em chia ra từng mảng. Đây này, khuôn viền mình không chạm nhá. Em bộ đứng sang bên này, em đứng sang bên này để quay hơn. Em quay lại. Đấy, mảng tóc mỏng đấy nhá. Đây, cái phần gáy này, phần khu gáy này anh em nên tỉa nhiều phần khu gáy này nhé. Muốn mỏng nhiều anh em sẽ tỉa nhiều phần khu gáy này. Để nó mỏng ở phần này thì nó sẽ nhìn nó sẽ không bị bông và xù ở bên trên và bên dưới. Khuôn viền mình không chạm nhé, khuôn viền mình không chạm. Đây, anh em sẽ tỉa như này nhé. Đấy, chuốt lướt nhỉ. Nhiều anh em hỏi là không biết tỉa như nào. Và vừa tỉa và vừa chia sẻ, đúng, vừa tỉa chia sẻ anh em sẽ dễ hiểu hơn về tóc đây nhé. Đây, để tiếp mảng tóc tiếp theo này. Đây, để sang bên này. Mình kẹp chưa được gọn gàng lắm, lần đầu làm video chưa được có sự luyện tập và chuẩn bị. Nên chỉ chia sẻ qua để mọi người biết dùng cái kéo chuốt này. Mình chuyên phân phối kéo chuốt này nhá. Anh em lấy mình lấy giá cực mềm luôn, bao rẻ nhất khu vực miền Bắc. Và kéo mình tự nhập tại xưởng, nên lấy một cây mình cũng bán theo giá gốc, với giá nhập. Free ship toàn quốc nhá. Số điện thoại của mình là 0983978950 nhá, mọi người lưu vào nhá. Đây, bên mình chỉ từ thân ra ngọn thôi, chứ không tỉa nhiều vào phần thân quá. Mình muốn mỏng nhiều, tóc nào mà dày thì mình tỉa ở phần thân, còn tóc nào mà mỏng thì mình sẽ tỉa từ chân ra ngọn thôi. Đây, anh em sẽ tỉa này, nghiêng nhá, góc 45 này, tỉa như này.
đấy. Đấy, nhìn này, đấy copy này. Và mình có thể chuyển xuống phần ngọn, mình tỉa một chút thì nó tạo độ ôm nhé, độ mềm ở ngọn nhé, bay ở ngọn nhé. Đấy. Đấy. Rồi đến phần một lớp mảng tóc ở bên trên nhá, mình không nên tỉa nhá, tỉa nó sẽ cảm giác nó sẽ bị bông bông một chút bên trên đỉnh nhá, này sẽ không phải không tỉa. Mình sẽ tỉa bên trong thôi. Đây, lướt này. Lướt này, nhìn này, lướt này, lướt. Lướt như này. Mình sẽ lướt như vậy nhá. Tỉa này không sao vào sợ bông nhá, thì mình dùng kéo tỉa tỉa rất là bông, bây giờ mình dùng kéo chuốt, xin ra kéo chuốt để nó tỉa. Nó xuân theo chiều tóc mọc nên nó không bao giờ nó bị bông xù, nên là mọi người yên tâm cái dùng kéo này, mình tư vấn cho khách hàng và mình dùng cái kéo này không bao giờ bị bông tóc nhé, để nó chỉ mềm ngọn thôi. Đấy, đi tóc rất là đẹp, rất là ngọt, rất là đều. Đấy, bên trên mình sẽ không tỉa nữa. Đây, phần mái nhé. Phần mái này, mái tóc layer Nhật này, Hàn Quốc này đang hot hot thì phần mái này mình sẽ chuyển sang một cái kéo xuyên cắt lướt, kéo cong sẽ lướt như này. Đấy, lướt nhẹ thôi, mình kéo cong này cắt máy hàn lướt như vậy. Rồi ok, xong bắt đầu mình làm.